Xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một lần like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy video mình kết thúc đây các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một lần like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.